vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì Minh Thường xin được mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng cuối cùng của chương trình, vòng thứ 3 mang tên Bí mật của chàng. Sẽ khám phá bên trong chiếc điện thoại của hai chàng trai để xem hai chàng ấy sắp xếp và bài trí cũng như là những sinh hoạt thường ngày như thế nào nhé. Cho mình mượn ạ. Chị Giang xem ghi chú hả chị ha? Ghi chú đi. Dạ, ghi chú. Rồi, hết, không có gì hết. Không có gì hết. Ai ẩm hay đứa bé vậy em? Em, đó là em. Em hả? Dạ. Hai đứa cháu hả? Dạ đúng rồi, hai đứa cháu của em. Hai đứa sinh đôi hả em? Không, một đứa là cháu của anh họ, một đứa là cháu của em họ. Dạ, sinh cùng đợt luôn. Em đi đâu mà áo dài khăn đóng vậy hả? À, cái đó là trong một cái lần bưng lễ cho đền, em có mặc bộ đồ đó. Ở trên Đắk Lắk hả? Không, đền này bên... kiểu như là đền dỗ cha ở đâu bên cuối đường bên Bình Tân ấy. Ai đây? À, dễ thương quá kìa. À, cái này là đợt em đi chụp hình cưới cho anh bạn của em. Em biết chụp hình nữa hả? Dạ, em biết chụp xíu xíu. Vậy thì tin nhắn coi nói gì trống hả? Tin nhắn này, chỗ 339 tin nhắn này. Quá trời. Báo thức nha. Báo thức đi. Chị mấy người dựng phim. Ủa sao em dậy sớm quá vậy? Dạ tại sáng nay em có việc dậy sớm nên em hẹn giờ em dậy sớm. Sáng nay em dậy từ hồi 4:42 hả? Em dậy sớm này tại hẹn cách giao file là lúc 8 giờ nên phải dậy sớm dựng cho xong rồi ngủ tiếp. Ở bên đây tụi em coi như vậy là đủ. Xong dạ, gia đình yên ổn. Ờ hết rồi. Có giấy chứng minh nhân dân kìa. Thông tin cá nhân không à? Rồi ảnh chụp màn hình. À chụp tin nhắn người khác thôi. Máy ảnh. Ôi. Ồ, bạn này bạn gọn gàng ha, bạn lưu từng mục luôn á. Toàn là tài liệu. Gia đình diễn đi. Viên nữ. Gia đình. Sơ mi lớn đình. Tuổi. Đây, có hình đây, gia đình. Ồ. Đây. Ba mẹ em hả? Ủa đâu phải, này là diễn viên mà. Dạ không, cái người bà chính giữa là bà ngoại. Còn xung quanh là mấy anh chị diễn viên phụ. Cái này là được kêu bà ngoại từ dưới quê lên đi quay một cái MV. Mấy này là cháu em hả? Dạ, cháu em. Cưng à. Cưng á. Công việc chính của em hình như bây giờ là trợ lý kêu diễn viên phải không? Nghi nãy giờ. Hình như là trong đây không có hình cá nhân riêng tư hình của bạn. Hình công việc thôi. Hình như là chỉ là hình gia đình, em có em rồi gia đình thôi. Rồi ra ngoài luôn. Ngoài đây cũng đã đủ. Thôi xin mời hai cô gái chúng ta khám phá hai chiếc điện thoại của hai chàng trai. Xin mời. Và trong lúc hai bạn nữ đang khám phá chiếc điện thoại của hai chàng trai thì bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với hai chàng trai một chút xíu nha. Dạ, bây giờ gì nè, thật sự ra ở đây ai cũng muốn gả cho hai bạn rồi. Nhưng mà bây giờ mình chia sẻ nhiều hơn đi, chắc chắn là Nhật ơi, em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh như vậy, còn gia đình em như thế nào? Hồi xưa bản thân em thì em không có cái thời thi ấu giống như tất cả các bạn nhỏ nhỏ cùng trang lứa với em. Thì lý do là do ba mẹ em là chia tay rất là sớm, từ khi em 8 tuổi. Thì em về lúc đó thì ba mẹ mỗi người đi nơi cái họ thì đều có gia đình mới. Em thì em sống với ngoại rồi cái ít thơm thì em sống với các dì. Chỉ có cậu là mới sống thôi, còn sống với các dì. Ở nhà với ngoại là với lại dì thì nói chung là mình phải làm những công việc mà hằng ngày, những công việc lặt vặt này kia. Với bạn Tư thì sao? Bố mẹ mình có ủng hộ mình trong cái chuyện mà đi tìm một người bạn gái cho mình? Hay là bố mẹ có khó tính trong cái chuyện mà ngăn cấm con trai mình đến với một tình yêu không? Hay là giờ là muốn gả luôn rồi? À. Tại vì nhà em được hay lắm. Là hồi em còn bé thì cứ bảo là thôi học đi, yêu đương gì. Đó, em cứ lên, thế rồi em cũng nghe lời phụ huynh em là cấp 2, cấp 3, rồi lên đại học cũng không yêu đương gì hết. Xong cái đúng là đến hồi em đi ra ngoài, em đi làm rồi, em có công việc rồi, hỏi tại sao mà mãi mà không thấy giới thiệu người yêu cho gia đình là sao? Em mới nói là ngày xưa bố mẹ nói như thế thì con cũng nghe lời bố mẹ, bây giờ con đi làm con biết làm sao bây giờ. Đến lúc em đi làm thì công việc nó nhiều quá cho nên mình cảm thấy là mình không có nhiều thời gian để hẹn hò yêu đương.
À, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và trước khi đến với sự quyết định của hai bạn nữ vào cuối chương trình, có gọi điện thoại cho hai chàng trai này hay không, chúng ta hãy cùng nhau nghỉ giây lao nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ, hai chàng trai thân mến, chúng ta sẽ không còn những sự chia sẻ nữa, không còn được quyền quyết định gì nữa cả. Mời hai chàng trai lên sân khấu để cùng chào đón sự quay trở lại của hai cô gái. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón hai bạn gái xinh đẹp của ngày hôm nay. Xin mời. Cô gái đã ra sân khấu rồi, bây giờ chỉ nhìn ở phía sau thôi. Mình là người được hai chàng trai là nhân vật chính của chương trình lựa chọn, quyết định với sự ấn tượng của mình đến giây phút này rồi. Xin mời bạn cảm xúc tí xíu về đằng sau của chàng trai phía trên. Xin mời. Nhìn cũng được. Nhìn cũng được, đó là cảm giác của cô gái bên cạnh Minh Xu. Còn bên kia thì sao? Vậy thì Hậu, ở phía sau một chàng trai như vậy thì bạn cảm thấy chàng trai này như thế nào? Cao hơn em. Cao hơn em. Tiêu chuẩn đầu tiên, bờ vai cũng rộng. Em thấy là đủ để cảm giác là ấm áp rồi. À, đủ che chở bảo vệ mình đúng không? Dạ. Thì cái vóc dáng thì đã đúng với cái tiêu chuẩn mà người bạn trai mình mong muốn rồi. Vậy thì bây giờ hãy nghe con tim của mình, lắng nghe con tim để cảm nhận. Các bạn sẽ có 10 giây để quyết định gọi cho nhau. Và bây giờ 10 giây bắt đầu. Yeah. Oh. Mừng quá. Rất vui được biết em trong chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta có thể mặc dù chúng ta gặp nhau rất là ngắn ngủi trong khoảng thời gian không lâu, nhưng mà xin phép em có thể anh có thể tìm hiểu em được không? Em đồng ý. Vậy thì quay mặt lại nhìn nhau đi nào. Mời bạn bước lên đây. Và hai bạn hãy nhìn nhau, nói những câu đầu tiên khi mà mình vừa thấy mặt nhau. Thì không có khác gì lắm sau những bức màn, những bức ảnh của em chụp. Mặc dù là anh không thấy rõ mặt thế nào, nhưng mà qua cái cách lời nói và thể hiện của em thì anh cảm thấy chúng ta cũng có cùng quan điểm với nhau. Anh xin phép nắm tay em được không? Bây giờ gia đình em đã yên ấm rồi. Thì xin mời anh Minh Xu. Bên kia cũng đã thành công trong cuộc gọi của cô gái. Còn em thì sao? Chúng ta chỉ có 10 giây ha. Suy nghĩ thật kỹ, 10 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Thời gian đã hết và quyết định của bạn gái đứng cạnh Minh Xu đây, bạn Linh đã không gọi. Cho Minh Xu hỏi là vì sao bạn Linh không gọi? Tại vì không có thích quen người bằng tuổi. Nhưng mà mình suy nghĩ rằng là ngày hôm nay bạn cũng đã cảm nhận cái cách bạn ấy thể hiện qua từng vòng ha. Minh Xu thì cảm nhận chàng trai này thì cũng còn rất là trẻ, chưa có nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc là cưa cẩm các bạn gái lắm. Dạ. Nhưng không sao, hai bạn ngày hôm nay cũng đã có cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe nhau. Bạn có muốn nói gì với chàng trai này không? Dặn dò gì không? Dù không có duyên để làm người yêu của nhau, nhưng mình có thể làm bạn. Cô gái này muốn làm bạn, còn chàng trai trên kia thì sao? Em thì luôn sẵn sàng thôi. Mình không thể từ chối với phụ nữ được anh. Dạ, yeah. Vậy thì mời hai bạn có một cái bắt tay làm bạn với nhau ngày hôm nay. Dạ, yeah. Xin mời. Rất là tiếc khi ngày hôm nay cái cặp đôi đứng bên cạnh Minh Xu thì cũng chưa có tần số chung với nhau, cho nên là chúng ta phải chia tay hai bạn ngay giây phút này. Một tràng pháo tay cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Xin mời hai bạn vào trong ạ.
Còn cặp còn lại xin mời các bạn vào giữa vị trí sân khấu để nhận một trái tim. Bạn một trái tim khôi. Một trái. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay xin được cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng với Tần Số Tình Yêu. Và chúc cho cặp đôi đã có chung tần số ngày hôm nay sẽ có nhiều những cái buổi đi chơi, trò chuyện và làm bạn với nhau trong tương lai. Biết đâu được chúng ta sẽ có những cái hạnh phúc, đúng không ạ? Còn chúng tôi xin hẹn tất cả mọi người vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Vi thực hiện. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Sẽ có trong Tần Số Tình Yêu phát sóng vào lúc 21:40 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29/6 trên kênh HTV7.